Đồng tử, đối với kẻ phàm phu ngu si kia, tâm này chẳng phải thật là tánh của tâm, đồng với tánh tâm của Phật không thể nghĩ bàn. Mạn thủ thất lợi lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, đối với hàng phàm phu ngu si, tánh tâm và phi tâm, đồng với tánh của tâm Phật bất tư nghì phải không? Phật bảo đồng tử mạn thủ thất lợi, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói. Vì sao? Vì Phật hữu tình, tâm và tất cả pháp đều bình đẳng và bất khả tư nghì. Mạn thủ thất lợi lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Phật hữu tình, tâm và tất cả pháp thầy đều bình đẳng, bất khả tư nghì, khiến cho các bậc thánh hiền cầu niết bàn, siêng tu tinh tấn, há chẳng uổng công. Vì sao? Vì tánh bất khả tư nghì và tánh niết bàn không sai khác thì cầu làm gì? Nếu có kẻ nói, pháp phàm phu này và pháp của thánh giả đây có tướng khác nhau, thì nên biết kẻ ấy chưa từng gần gũi bạn lành chân tịnh, nói như vậy làm cho hữu tình chấp vào hai pháp khác nhau, đắm chìm trong sanh tử, chẳng chứng niết bàn. Phật bảo đồng tử mạn thủ thất lợi, ông muốn Như Lai là bậc tối thắng đối với loài hữu tình chăng? Bạch Thế Tôn, nếu thật có hữu tình thì con nguyện Như Lai sẽ là bậc tối thắng, nhưng vì loài hữu tình thật bất khả đắc. Phật bảo đồng tử mạn thủ thất lợi, ông muốn Phật thành tựu pháp bất tư nghì không? Bạch Thế Tôn, nếu thật có pháp bất tư nghì để thành tựu thì con nguyện Như Lai thành tựu pháp ấy, nhưng không có việc ấy. Phật bảo đồng tử mạn thủ thất lợi, ông muốn Như Lai thuyết pháp điều phục các đệ tử không? Bạch Thế Tôn, nếu có sự thuyết pháp mà điều phục được chân như pháp giới thì con nguyện Như Lai thuyết pháp điều phục các chúng đệ tử. Nhưng Đức Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời hoàn toàn không có ân đức đối với loại hữu tình. Vì sao? Vì các loại hữu tình trụ chân như pháp giới không có tạp nhiễm. Ở trong đây, phàm phu hay thánh giả được nói hay được nghe đều không thể nắm bắt. Phật bảo đồng tử mạn thủ thất lợi, ông muốn Như Lai là ruộng phước chân chánh vô thượng của thế gian không? Mạn thủ thất lợi thưa, Bạch Thế Tôn, nếu các ruộng phước là thật có, thì con cũng muốn Phật là bậc vô thượng của họ. Nhưng các ruộng phước thật bất khả đắc, thế nên chư Phật đều chẳng phải ruộng phước, chẳng phải phi ruộng phước, vì tánh của phước chẳng phải phước và tất cả pháp đều bình đẳng. Nhưng người làm ruộng phước cho thế gian có khả năng vô tận, nên thế gian nói chung gọi vị ấy là ruộng phước vô thượng. Chư Phật Thế Tôn chứng được phước vô tận, thế nên có thể nói Ngài là ruộng phước vô thượng. Vả lại, người làm ruộng phước cho thế gian không có sự chuyển biến, nên đời gọi chung người ấy là ruộng vô thượng. Chư Phật Thế Tôn chứng được phước không biến chuyển, cho nên có thể nói Ngài là ruộng phước vô thượng. Lại nữa, người làm ruộng phước cho thế gian khó nghĩ, nên đời gọi chung vị ấy là ruộng vô thượng. Chư Phật Thế Tôn chứng được phước khó nghĩ này, cho nên gọi là ruộng phước vô thượng. Chư Phật tuy thật là ruộng phước vô thượng, nhưng người gieo trồng phước thì không bớt không thêm. Phật bảo đồng tử mạn thủ thất lợi, ông dựa vào nghĩa nào mà nói như vậy? Mạn thủ thất lợi thưa, Bạch Thế Tôn, tướng ruộng phước của Phật không thể nghĩ bàn, nếu có người gieo trồng vào trong đó, thì hiểu rõ ngay pháp tánh bình đẳng, thông suốt tất cả pháp không tăng không giảm, nên Phật thật là ruộng phước vô thượng. Bấy giờ nhờ thần lực và pháp lực của Phật, làm cho đại địa biến động 6 cách. Khi đó trong chúng hội có 16 ước chúng đại bí xô rất sạch các lậu, tâm được giải thoát, 700 bí xô ni, 3.000 cư sĩ nam, 4 vạn cư sĩ nữ, 60 muôn ước chúng trời cõi dục xa lìa trần cấu được pháp nhãn thanh tịnh. Khi ấy Ananda liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, trạch y che vai trái, gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà hôm nay đại địa biến động 6 cách như vậy? Phật bảo Ananda, do diệu các tường, nói về tướng ruộng phước, này ta ấn chứng, nên hiện điểm này. Chư Phật quá khứ cũng nói tướng ruộng phước tại nơi này khiến cho đại địa biến động, nên lúc này hiện lên sự việc như vậy. Hết quyển thứ 574.